Sau trận đấu với Olympic Mông Cổ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những phát biểu khắt khe về màn trình diễn của Olympic Việt Nam. Ông nói thẳng rằng chỉ có tỷ số làm ông hài lòng, nhưng cách thức thi đấu của các cầu thủ còn để mong muốn. Nhà cầm quân này luôn đặt ra những yêu cầu cao cả cho đội bóng và không chấp nhận sự lơi lỏng ngay cả khi thắng trận. Đó là cách huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở để họ không bị cuốn theo sự hưng phấn của chiến thắng. Đồng thời, phát biểu này cũng cho thấy rằng nhà cầm quân này nhận ra vấn đề của các học trò và chính ông phải giúp họ khắc phục. Olympic Việt Nam khởi đầu hành trình tại ASEAN 19 bằng chiến thắng trước Olympic Mông Cổ. Mặt tích cực của trận đấu này là cách thức tổ chức kiểm soát bóng, tấn công rõ định hướng và có những điểm tương đồng với lối chơi mà huấn luyện viên Chusier áp dụng cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Trừ hai bàn đầu tiên mang dấu ấn cá nhân và sai lầm của đối thủ, hai bàn còn lại đều đến từ sự dàn xếp đúng bài của cầu thủ Olympic Việt Nam. Điểm chung ở cả hai tình huống là những đường chuyền khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, vấn đề mà Quan Văn Chuẩn và đồng đội bộc lộ có thể không nhiều, không nghiêm trọng như cách nói mang tính giản mặt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhưng rõ ràng là có và không thể bỏ qua. Olympic Việt Nam có những điểm chưa tốt và cần khắc phục ngay. Trận gặp Mông Cổ là thử thách có độ khó thấp nhất ở vòng bảng. Sắp tới, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán hai đội bóng Tây Á rất mạnh. Olympic Việt Nam thắng trận nhưng vẫn chưa tạo ra cảm giác yên tâm.